sau một loạt các mẫu xe sedan hạng sang và limousine cho nguyên thủ Trung Quốc, Hồng Kỳ đã tiếp tục tung ra một mẫu SUV sang mới tinh là LS7. Đáng ra sẽ được ra mắt công chúng bằng xương bằng thịt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh, nhưng do sự kiện này đã bị hoãn vì các biện pháp chống dịch cứng rắn tại Trung Quốc, Hồng Kỳ LS7 đã xuất hiện online. Ngay từ ngoại hình, Hồng Kỳ LS7 đã không hề che giấu việc nó là một chiếc SUV hạng sang đời mới, với lưới tản nhiệt lớn mạng Chrome uy nghi, Đèn pha chia đôi full LED theo xu hướng mới nhất và các điểm nhấn gợi nhớ về lá cờ đỏ nguồn gốc tên gọi hãng. Các tính năng khác bao gồm bậc bước chân hai bên có thể thu gọn và đèn hậu LED toàn phần. Nhìn chung LS7 trông giàu tính truyền thống hơn so với mẫu SUV điện Hongki EHS 9 chạy điện hoàn toàn ra mắt vào năm 2020. Sự uy nghi của xe có được không chỉ nhờ vào thiết kế mà còn bởi kích thước khổng lồ của nó. Hongki LS7 có kích thước dài 5.695mm. Rộng 2095 mm và cao 1985 mm, với chiều dài cơ sở là 3.309 mm. Trên thực tế, Hongqi LS7 dài hơn mọi mẫu SUV hạng sang châu Âu khác như Range Rover, BMW X7 và Mercedes-Maybach GLS. Chỉ có các biến thể trục cơ sở dài của những chiếc SUV cỡ lớn Mỹ như Cadillac Escalade ESV mới vượt qua được nó. Bên trong, vô lăng rõ ràng được lấy cảm hứng từ Rolls-Royce. Nhưng điểm nhấn là gỗ gụ trên toàn bộ bảng táp lô, bảng điều khiển trung tâm và cửa ra vào. Nó được kết hợp với các điểm nhấn bằng vàng và bọc da để tạo ra một bầu không khí sang trọng. Về công nghệ, chiếc SUV đi kèm hệ thống điều hòa tự động, màn hình kép trên bảng điều khiển và một bộ màn hình khác dành cho hành khách phía sau. Người sau có thể tận hưởng những chiếc ghế thuyền trưởng có hệ thống sưởi và thông gió với chức năng mát xa, đồng thời truy cập các tính năng thông tin giải trí và tiện nghi từ các nút bấm trên đường hầm trung tâm cung cấp sức mạnh cho LS7 là động cơ V8 4 lít mà theo Hồng Kỳ, hãng đã tự phát triển. Tuy nhiên với công suất chỉ 360 mã lực, mô men xoắn 550 Nm cùng kích thước lớn và đặc tính khí động học gần, như một viên gạch, chiếc xe chỉ đạt được tốc độ tối đa 200 km h Phải tới quý 3 năm nay Hồng Kỳ LS7 mới bán chính thức, với giá lên tới 5 tỷ 3. Xe cộ